Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ukraine nhận tin cực xấu sau cuộc tranh luận thất bại của ông Biden. Nga cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp với NATO. Mỹ đưa ra tuyên bố đáng báo động về cuộc chiến với Nga. Vì sao một thành viên NATO đột nhiên muốn gia nhập các nền kinh tế mới nổi của Nga? Sau màn trình diễn không mấy thành công của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump, Mỹ có thể thực hiện các bước đi nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bây giờ, Joe Biden đã kết thúc, có khả năng cuộc xung đột ở Ukraine cũng sắp kết thúc. Có bằng chứng cho thấy Mỹ đang giúp các tài sản trinh sát và giám sát khỏi khu vực xung đột. Điều này sẽ ngăn cản Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là sự khởi đầu của sự kết thúc. Trước đó, bộ quốc phòng nga ghi nhận cường độ gia tăng các chuyến bay không người lái chiến lược của Mỹ trên biển đen. Bộ quốc phòng nga cho biết mục đích của các chuyến bay này là trinh sát và chỉ định mục tiêu các loại vũ khí có độ chính xác cao do phương tây cung cấp cho ukraine để tấn công các mục tiêu của nga. Trong khi đó, phóng viên Malay cũng nhận định do lực lượng vũ trang ukraine thất bại ở mặt trận, washington đang đưa ra những quyết định ngày càng nguy hiểm liên quan đến ukraine, dẫn đến mối quan hệ với nga trở nên trầm trọng hơn. Ở mỗi giai đoạn, chính quyền Biden đều chờ đợi và đánh giá phản ứng của Nga trước khi đưa ra những quyết định nguy hiểm hơn. Trong những tuần gần đây, có lẽ do vị thế của Ukraine ngày càng xấu đi trên chiến trường nên quá trình này đã tăng tốc, nhà báo lưu ý. Mà lại nhắc lại, khi bắt đầu cuộc xung đột, Washington tuyên bố không thể chấp nhận việc gửi quân Mỹ đến Ukraine, nhưng sau đó dần dần bắt đầu thay đổi quan điểm, đặc biệt là vấn đề gửi một số vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine ví dụ mỹ đã gửi vũ khí tầm xa xe tăng áp ram, đạn trùm và nhiều thứ khác ông nói thêm ngoài ra chuyên gia nhấn mạnh nhà trắng đã cho phép quân đội ukraine tấn công bằng vũ khí mỹ và một số mục tiêu ở nga và hiện đang bàn về quyết định cử nhà thầu mỹ tới ukraine nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp với nato khi mỹ tăng cường số lượng máy bay không người lái do so thám trên biển đen và cho rằng phương tây đang can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột ở ukraine Chúng tôi đang ngày càng chứng kiến số lượng lớn các chuyến bay không người lái của Mỹ trên Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố hôm 28 tháng 6 và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ. Theo tuyên bố, các chuyên gia máy bay này có thể dẫn đến nguy cơ Nga đối đầu trực tiếp với NATO. Những chuyến bay như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố trên không phận với máy bay của lực lượng không quân vũ trụ Nga, cũng như tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Liên minh quân sự này và Moscow, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh bộ này cũng cáo buộc washington sử dụng các chuyến bay như vậy để giúp ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nga đồng thời nói thêm rằng điều này cho thấy mỹ và các nước nato đang ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột ở ukraine vì vậy bộ này cho biết thêm các thành viên nato sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào như vậy Bộ trưởng Quốc phòng Belosov đã kêu gọi các biện pháp đáp trả kịp thời trước các hành động khiêu khích. Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Nga cáo buộc quân đội Mỹ giúp lực lượng Ukraine tấn công tên lửa tầm xa vào vãi biển ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hôm 23 tháng 6, khiến 4 người trong đó có một trẻ em thiệt mạng. Moscow cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm vì giúp Kiev triển khai vũ khí, đồng thời cáo buộc các chuyên gia quân sự Mỹ trực tiếp tham gia lập trình tên lửa trước khi chúng được khai hỏa. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết, vào thời điểm đó, chính Ukraine tự đơn phương đưa ra quyết định về nơi sẽ tiến hành cuộc tấn công. Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay không người lái trên Biển Đen. Các hoạt động mà Washington cho biết đều diễn ra trong không phận trung lập và phù hợp với luật pháp quốc tế. Vào tháng 3 năm 2023, Nga chặn một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên Biển Đen, làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân vào thời điểm căng thẳng gia tăng vì cuộc chiến ở Ukraine nga và mỹ đang trên bờ vực xung đột quốc tế lớn chuyên gia cảnh báo giáo sư lịch sử và người đứng đầu viện nghiên cứu hạt nhân tại đại học mỹ ở washington cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo rằng hành động của nato chống lại nga có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc chúng ta có thể đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tên lửa cuba mới vốn bị kích động không bởi việc nga bắt đầu một chiến dịch đặc biệt mà còn bởi các hành động gần đây của nato nhằm leo thang xung đột ukraine đến mức đối đầu trực tiếp giữa nga và mỹ Thế chiến 3 không chỉ trở thành một trong những kết quả ác mộng có thể xảy ra mà còn là sự kết thúc của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng leo thăng căng thẳng có thể được dừng lại nếu cả hai bên tôn trọng các thỏa thuận hiện có và duy trì quan điểm ôn hòa. Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự đe dọa đến an ninh quốc gia Nga. Mặc dù việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập các nước kinh tế mới nổi có thể mang lại lợi ích đáng kể cho Ankara, nhưng vẫn có những rào cản nghiêm trọng làm phức tạp quá trình này. Những rào cản này bao gồm thực tế chính trị trong nước, thách thức kinh tế và áp lực bên ngoài từ phương Tây. Vào đầu tháng này, Tin tức về việc Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn gia nhập các nước kinh tế mới nổi đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã đưa ra thông báo này trong chuyến thăm Trung Quốc. Tất nhiên, chúng tôi muốn trở thành thành viên của các nước kinh tế mới nổi. Hãy cùng xem chúng tôi có thể đạt được điều gì trong năm nay. Vấn đề này cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao các nước kinh tế mới nổi có sự tham gia của nhà ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Mong muốn gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn toàn mới trong Hội nghị Thượng đỉnh các nước kinh tế mới nổi năm 2018, nơi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tham dự. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ankara có thể gia nhập vào năm 2022. Tuy nhiên, các sự kiện tiếp theo trên trường thế giới dường như đã chỉ hoãn tham vọng đó, và Ankara chỉ mới thể hiện sự quan tâm mới. Các nước kinh tế mới nổi là gì? Các nước kinh tế mới nổi là một hiệp hội quốc tế ban đầu bao gồm 5 nền kinh tế đang phát triển lớn như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi được thành lập để tăng cường hợp tác và củng cố vị thế toàn cầu. Tên của tổ chức bắt nguồn từ chữ cái đầu của tên các quốc gia thành viên. Khái niệm này bắt đầu vào năm 2001 khi nhà phân tích đặt ra thuật ngữ cho các nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất vào thời điểm đó: Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Cuộc họp chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 2006 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh các nước nền kinh tế mới nổi đầu tiên được tổ chức tại JK Tabedibun vào năm 2009. Nam Phi gia nhập các nền kinh tế mới nổi vào năm 2011 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi cũng đã tham gia các nước kinh tế mới nổi đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng cường thương mại đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và duy trì sự ổn định tài chính thông qua các cơ chế như ngân hàng phát triển mới và thỏa thuận dự trữ ngẫu nhiên tìm kiếm vai trò lớn hơn trong các tổ chức quốc tế và ngân hàng thế giới các nước kinh tế mới nổi cũng tập trung vào hợp tác khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng, y học và nông nghiệp. Hiệp hội tăng cường quan hệ kinh tế đóng góp vào sự phát triển và thương mại chung bằng cách cung cấp các nguồn tài trợ thay thế, hiệp hội giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính phương Tây. Các nước kinh tế mới nổi hợp tác với nhau để bảo vệ lợi ích của mình và thúc đẩy một trật tự toàn cầu công bằng hơn. Họ cũng giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch. Các nước kinh tế mới nổi là duy nhất do có thành viên đa dạng trải dài trên nhiều châu lục và nền văn hóa khác nhau, không có khuôn khổ pháp lý cứng nhắc. Các nước kinh tế mới nổi cho phép hành động linh hoạt tập trung vào hợp tác thực tế và các dự án cụ thể để cải thiện cuộc sống của người dân, điều này thu hút nhiều quốc gia không phải phương Tây tham gia hiệp hội. Các nước kinh tế mới nổi đấu với G7 với sự đối đầu giữa các quốc gia chiếm đa số toàn cầu và phương Tây ngày càng gia tăng, các nước kinh tế mới nổi được coi là đang nổi lên như một sự thay thế cho G7. Điều này được xác định bởi một số lý do chính liên quan đến các khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội. G7 bao gồm các quốc gia phát triển kinh tế hàng đầu Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản, theo truyền thống đã thống trị đấu trường quốc tế, định hình chương trình nghị sự kinh tế và chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển của các nước mới nổi đã thay đổi sự cân bằng này, đưa ra một góc nhìn thay thế quản trị và hợp tác toàn cầu. Các nước kinh tế mới nổi hợp nhất các nền kinh tế đang phát triển lớn nhất trên thế giới cùng nhau chiếm một phần đáng kể trong GDP và dân số toàn cầu. Nhìn chung, các nước kinh tế mới nổi sở hữu nguồn tài nguyên và tiềm năng tăng trưởng kinh tế khổng lồ, khiến họ trở thành những nhân tố quan trọng trên trường quốc tế. Để hiểu rõ hơn, hãy so sánh một số chỉ số với 5 thành viên mới. Các nước kinh tế mới nổi hiện chiếm gần 34% diện tích đất liền trên thế giới, trong khi G7 chiếm 16%. Các nước kinh tế mới nổi là nơi sinh sống của 45,2% dân số thế giới so với chỉ 9,7% ở G7. GDP tổng hợp dựa trên sức mua tương đương ở các nước kinh tế mới nổi là 36,7% tổng GDP toàn cầu tính đến năm 2024 so với 29,6% của G7 dữ liệu về chữ lượng dầu cho thấy các nước kinh tế mới nổi hiện nắm giữ 45,8% khối lượng toàn cầu, trong khi G7 chỉ nắm giữ 3,7%. Như vậy, ở nhiều khía cạnh, các nước kinh tế mới nổi vượt trội hơn G7, sức mạnh kinh tế của các nước kinh tế mới nổi cho phép các nước này đề xuất các mô hình phát triển và hợp tác kinh tế thay thế khác với cách tiếp cận của phương Tây mà G7 đại diện. Do những mâu thuẫn quốc tế và quyền bá chủ hiện nay, các câu hỏi về sự cần thiết phải thay đổi trật tự thế giới đang tích cực nảy sinh. Các nước kinh tế mới nổi ủng hộ một thế giới đa cực, trong đó cán cân quyền lực được phân bổ đồng đều hơn giữa các khu vực và quốc gia khác nhau. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.